kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin hôm nay của chúng tôi hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất hãy nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào quý vị nha sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe mũi trưởng long được hay mất nhiều hơn sao sao nhập ngũ mũi trưởng long là đồng chí chỉ huy được khán giả vô cùng yêu mến khi xuất hiện trong chương trình sao nhập ngũ sau nhập ngũ năm 2020 hiện đã đến những tập cuối cùng, khép lại hành trình nhập ngũ của 6 cô gái. Nếu xét về người hơi nhất sau chương trình, mũi trưởng Long có thể là cái tên đầu tiên được nêu ra chứ không phải là dàn nữ nghệ sĩ. Từ đồng chí chỉ huy sau nhập ngũ bỗng chốc thành người nổi tiếng, mũi trưởng Long hiện đang sở hữu đến hơn 330.000 người theo dõi, một con số chẳng hề thua kém với bất kỳ người nổi tiếng nào. Chính vì sở hữu lượng fan hùng hậu, mỗi bài đăng của mỗi trưởng Long đều có lượt tương tác cao ngất ngưỡng. Cao nhất là ảnh cùng với hậu hoàng với 173.000 lượt thích, hơn 8.000 lượt bình luận. Đó là chưa kể đến chuyện tài khoản của mỗi trưởng cũng có tích xanh dù chẳng phải là người nổi tiếng. Nếu nói đến hội đẩy thuyền hùng mạnh nhất mạng xã hội ở thời điểm hiện tại, chắc chắn không thể bỏ qua hội đẩy thuyền mỗi trưởng Long và hậu hoàng. Từ sau khi Thánh Nhạc Chế được mỗi trưởng Long ưu ái, cho mang thêm son trong hành trang ở tập đầu tiên, cư dân mạng đã nhiệt tình ghép đôi cả hai. Với loạt hiệu ứng bài hát đáng yêu đặc biệt dành riêng cho cả hai, đội biên tập sau nhập ngũ là người góp công lớn nhất trong công cuộc đẩy thuyền của các fan. Những màn tương tác thân thiết ngoài đời của cặp đôi cũng được fan super soi, còn chắc chắn rằng cả hai đang hẹn hò. Từ khoảng khắc ngồi cạnh bên nhau, đến loạt khi náo đôi quần đôi cũng được đưa ra làm bằng chứng. Trong số những chiến sĩ tại doanh trại ghi hình sau nhập ngũ, mỗi trưởng Long là nhân vật thường xuyên, họp mặt trong các buổi hẹn gặp mặt cùng dàn nữ nghệ sĩ tham gia chương trình. Trên mạng xã hội, mỗi trưởng Long và cả sáu cô gái cùng thường xuyên có những màn bình luận rơm rã, tương tác nhiệt tình, khiến hội fan chương trình vô cùng thích thú. Từ vị chỉ huy có phần lạnh lùng, nghiêm khắc, mỗi trưởng Long đã bắt đầu đổi style boy Hàn Quốc, bắt trend cùng giới trẻ và trở nên gần gũi đáng yêu hơn trong mắt khán giả. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của mỗi trưởng khiến anh gặp không ít rắc rối. Điển hình mới đây, đời tư của vị chỉ huy sau nhập ngũ bị cư dân mạng xăm soi, đến mức anh chàng phải đăng tâm thư quyết định chia sẻ về quá khứ từng ly hôn và có một cậu con trai của mình. Từ sau bài đăng của mỗi trưởng Long, dàn sau nhập ngũ cũng đã ra mặt bảo vệ chỉ huy của mình, quyết khô máu với hội anti-fan. Từ sau khi xuất hiện trên sao nhập ngũ, có lẽ mỗi trưởng lông được nhiều hơn mất. Trên tất cả, tình bạn đáng trân trọng của anh cùng dàn nghệ sĩ tham gia chương trình là điều mà các fan luôn ngưỡng mộ. Sau nhập ngũ kết thúc bản truyền hình, editor bồi hồi, dàn cáp tiếc núi. Đối với ekip, hàng trăm con người cùng với sáu nữ nghệ sĩ trong sao nhập ngũ năm 2020, hành trình 7 ngày tại lữ đoàn chính là một kỷ niệm khó quên với rất nhiều trải nghiệm thú vị. Vậy là sau nhập ngũ năm 2020 đã đi hết chặng đường 7 ngày với 15 tập phát sóng trên truyền hình. Nhìn lại chặng đường từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng, 6 cô gái, Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Dự Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên đã có sự thay đổi rất nhiều. Chặng đường hành quân 5 km cũng chính là những bước chân cuối, khép lại 7 ngày nắng nôi vất vả tại lữ đoàn, nhưng cũng chất chứa quá nhiều kỷ niệm. Mới đây, editor Lê Quý Giáp Người đồng hành cùng 6 nữ nghệ sĩ và chương trình từ khi truyền trạm cho đến hiện tại Đã đăng tải một đoạn tattoo dài nói về kỷ niệm cùng với sao nhập ngũ năm 2020 Trong đó, anh bày tỏ cảm xúc về 6 nữ nghệ sĩ mới Đó là một năm thư, không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai Là một triệu nhi, cố gắng tiếng hát ác tiếng bơm Là một chương Hoàng Yến với trải nghiệm sinh tồn đáng quý Là một hậu hoàng nhỏ con nhưng luôn học hỏi mọi thứ là một khánh vân dù có bánh bèo đấy nhưng đã dạng dĩ và rắn rỏi hơn nhiều là một kỳ duyên ít nói nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhiệm vụ nào dù lớn hay nhỏ bên cạnh đó là những chiến sĩ cũ hiện lên với hình ảnh đẹp và đáng ngưỡng mộ không chỉ riêng nói về dàn cát editor lê quý giáp còn nhắc đến đội ngũ quay phim thi thoảng còn bị lọt vào khung hình đây cũng là những con người có công lao lớn làm nên thành công của một mùa sau nhập ngũ Hành trình sau nhập ngũ bản truyền hình đã kết thúc, nhưng cũng hứa hẹn sẽ có thêm những đoạn anh khách về hình ảnh chưa kịp lên sóng. Hứa hẹn đây cũng chính là những thước phim đặc biệt, ghi dấu không kém 15 tập phát sóng đã qua. Phía dưới phòng bình luận, 6 cô gái cũng nhanh chóng để lại bình luận bày tỏ cảm xúc về chặng đường 7 ngày đáng nhớ đó. Tất cả mọi người đều cho biết cảm thấy thương ekip và cảm thấy 7 ngày ngắn ngủi đó như một chặng đường thanh xuân không thể nào quên nổi. Trước thời điểm mũi trưởng Long xác nhận ly hôn vợ và có con, hậu hoàng có động thái gây sốt. Tối ngày 17 tháng 3, mạng xã hội như nổ tung với bài đăng xác nhận đã có vợ, ly hôn vợ và nuôi dưỡng cậu con trai 4 tuổi của mỗi trưởng sau nhập ngũ, Nguyễn Việt Long. Lý do khiến anh buộc phải chia sẻ về chuyện đời tư là bởi đã có quá nhiều netizen soi mối, công kích những vấn đề của cá nhân anh và những người xung quanh anh. Điều đó khiến mũi trưởng Long không thật sự thoải mái, vì vậy anh chọn một lần nói hết rồi thôi. Trước thời điểm mỗi trưởng Long công khai việc ly hôn và có con, Hậu Hoàng, người bạn đồng chí được đẩy thuyền cực mạnh với anh đã có động thái gây bão trên mạng xã hội. Cụ thể, cô nàng đăng tải clip TikTok đặc biệt với sự tham gia của dàn chiến sĩ cũ của mỗi trưởng Long. Video này được quay vào ngày 16 tháng 3 khi nữ YouTuber và Khánh Vân bất ngờ bắt xe ghé thăm đơn vị do quá nhớ các đồng chí. Trong clip mọi người đều rất thoải mái, vui vẻ dù đã xa nhau cũng được vài tháng. Biểu cảm nhăn nhó nhưng vô cùng đáng yêu của mũi trưởng Long cùng sự diễn sâu của hậu hoàng cũng được nhiều người chú ý đến. Trong sau nhập ngũ năm 2020, Thuyền Long và Hậu là một trong những chiếm hạm được ship nhiều nhất. Tương tác giữa cả hai tự nhiên, chân thành, không cố gắng tạo lớp like câu view. Nhưng chính điều đó lại khiến khán giả càng yêu mến cặp đôi hơn. Được biết, ngoài đời Hậu Hoàng cũng là người bạn thân, thường tâm sự mọi điều trong cuộc sống, công việc với mũi trưởng Long. Dù quen biết chỉ được vài ngày nhưng nhờ hợp tính, hợp tuổi, cả hai đã nhanh chóng thành một đôi bạn thân thiết thứ thiệt. Hậu Hoàng khẳng định chỉ có tình đồng đội với mũi trưởng Long, dân mạng đau lòng, thuyền chìm rồi sao? Sau nhập ngũ năm 2020 không chỉ hấp dẫn khi có sự tham gia của 6 mỹ nhân đình đám Vbiz, Nam Thư, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Kỳ Duyên, Khánh Vân và Hậu Hoàng mà còn thu hút được sự chú ý của khán giả qua từng lớp like đáng yêu tự nhiên. Nói đến số lượng thuyền bè được dân mạng ship nhiệt tình thì sau nhập ngũ năm 2020 có lẽ là nhiều nhất trong số các mùa từng chiếu. Nào là Diệu Nhi, đồng chí Quảng Bá Sơn, Khánh Vân, chú Ngạn Pha Ke, Dương Tuyến Toàn. Nhưng để nói về cặp đôi hợp lòng hợp dạ khán giả nhất, chỉ có thể nói là cặp đôi Hậu Hoàng và Mũi Trưởng Long. Từ ngày đầu mới gặp, còn chưa thân thiết nhưng mũi trưởng long đã có thái độ mềm mỏng với hậu hoàng hơn những người còn lại. Rồi đến những tương tác tự nhiên sau này đều khiến khán giả quán quéo cả lên. Quan trọng nhất là, ở ngoài đời mũi trưởng long vẫn độc thân, còn hậu hoàng thì chưa có người yêu, quá hợp để đẩy thuyền còn gì nữa. Bởi vậy nên từ tập 1 cho đến tập mới nhất là tập 15, các fan của sao nhập ngũ năm 2020 vẫn nôn nóng hy vọng chèo thuyền cặp bến. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn mới đây, Hậu Hoàng đã nói rõ về mối quan hệ của mình và mũi trưởng nghiêm khắc, đa nhân cách của sau nhập ngũ năm 2020. Hậu Hoàng bộc bạch, đợt nhập ngũ, các chị em nhìn vào còn bảo trong mình và Long như hai thằng đàn ông chơi với nhau vậy. Vậy nên cô nàng rất bất ngờ khi thấy khán giả yêu mến chuyện tình Long và Hậu như vậy. Nếu được dùng một từ để miêu tả về mối quan hệ giữa mình và mũi trưởng Long, Hậu Hoàng khẳng định đó sẽ là tình đồng đội. Bài phỏng vấn trên sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã khiến người hâm mộ có chút thất vọng. Hàng loạt fan chiều thuyền Long và Hậu đã ùa vào trang cá nhân của nữ chiến binh sau nhập ngũ năm 2020 để bày tỏ cảm xúc. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít người hâm mộ chia sẻ họ hiểu vì sao Hậu Hoàng chọn cách trả lời như vậy. Làm người nổi tiếng luôn có hai mặt, một mặt được yêu thương và một mặt còn lại dễ bị soi mói, công kích khi một bộ phận công chúng cảm thấy không vừa ý vì vậy cách trả lời của hậu hoàng giống như tạo một đường lui cho mình và mỗi trưởng lông sau tất cả có lẽ cô nàng chính là người hy vọng nhất khán giả đừng quá xui theo cảm xúc của một lớp len trong chương trình thực tế mà đấy đó làm việc ép buộc cả hai phải thực sự có tình cảm ngoài đời